trước mặt mình luôn quý anh chị. Đó là nhà thờ giáo xứ Vinh Châu ha, nó một trong những nhà thờ lớn nhất tại khu vực này. Đi qua đây tầm khoảng hơn 100 mét thôi là mình đụng ngay chợ chiều luôn quý anh chị, chợ chiều ha. Đó, hôm nay là một cái bất động sản khá là đẹp nè, vị trí rất là đẹp luôn. Phía sau mình, phía sau đất của mình là trục đường chính Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình ha, để kết nối ra quốc lộ 51 đó, hoặc là về Xuyên Mộc đó. Thì ngày hôm nay em muốn gửi đến quý anh chị cô chú một cái thửa đất, nó có sẵn nhà nhưng mà nhà cửa thì em không đánh giá cao đâu, về đất thôi ha, có diện tích là hơn 200 m² và có sẵn thổ cư ha quý anh chị. Đó, nằm trong một khu dân cư rất là đông đúc đối diện mình ha. Đó, và có giá chỉ hơn 1 tỷ thôi quý anh chị. Đó là mình có thể sở hữu được một cái bất động sản ở đây, có thể đầu tư sinh lời nè. Đó, và vị trí rất là đẹp và cái giá nó cũng thấp hơn cái thời cao điểm rất là nhiều, và có thể xây các nhà vườn được ha. Rồi bây giờ em sẽ review chi tiết từng phần cho quý anh chị xem nha. Tôi là Hoàng Duy, tôi thích review chia sẻ tất cả bất động sản. Đây là sổ của mình ha quý anh chị, mình thì có hai sổ hồng riêng nha. Đó, và sổ này là sổ cũ, hiện tại chủ đang nộp để cấp đổi lên sổ mới rồi ha. Thì hai sổ của mình á, theo đo đạc mới có tổng diện tích là 230 m² và có 150 m² đất thổ cư ha quý anh chị. Thì cái sổ này là có 130 m², còn cái sổ kia là tầm khoảng 100 m² ha. Địa chỉ là xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Đó, đất ở là 75 m² đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm ha quý anh chị. Đây là trích lục sơ đồ thửa đất của mình. Đó thì đất của mình xây mặt về hướng nam ha quý anh chị. Còn đây là cái sổ còn lại của mình ha. Cái sổ này thì cũng như vậy nhưng mà nó cũ hơn thôi, hiện tại cũng đang cấp đổi sổ mới ha. Thì cái sổ này diện tích ngày xưa là 128 nhưng mà hiện tại là diện tích là chỉ còn tầm khoảng là 100 m² thôi nha quý anh chị. Đây, đây là cái thửa đất của mình ở trên bản đồ quy hoạch ha quý anh chị. Đó, thì mình có ngang là 9 m², sâu vào là 25, còn 26 ha quý anh chị. Hậu đằng sau của mình cũng là 9 m luôn, 9 m² ha. Ở phía mình thì quy hoạch hầu hết là phủ hồng đất ở ha. Đường xá thì sau này đường này, tuyến đường này lộ giới nó vào tầm khoảng là 5 m ha quý anh chị. Tầm khoảng 5 m nha, chưa tới 5 m nữa. Đối diện của mình ở phía đằng sau của mình là Ủy ban Nhân dân xã Bình Trung ha. Đó, mình phía đằng sau của mình đây là đường trục đường liên xã, trục đường liên huyện Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình ha. Đây, còn đây là khu vực nhà thờ ha quý anh chị. Đó, đó, khu mình bàn cờ hiện hữu hết rồi, đường xá rất là đẹp luôn. Đây ha. Mình á thì có ngang là 9 m. Đó, 9 m và tường rào đồ đã xây rõ ràng hết rồi quý anh chị, bởi vì giáp ranh hai bên là nhà dân hết rồi nên về ranh giới thì mình yên tâm ha. Ngang 9, sâu vào là 26. Đó, từ bên này đổ qua bên kia là 9 m ha. Đó, và mình có sẵn hai sổ luôn, tách sổ sẵn hai sổ, một sổ là 4 m và một sổ là 5 m, là cộng lại là 9 m ha quý anh chị. Đó, ngang qua tới đây ha. Ngay chấm đỏ này là vị trí thửa đất của mình ha quý anh chị. Đây, đây là vị trí thửa đất của mình. Mình nằm phía sau Ủy ban Nhân dân xã Bình Trung ha. Phía bên này là chợ chiều nè quý anh chị. Còn phía bên này là nhà thờ ha. Rất là vài chục mét, 100 m là mình tới nhà thờ rồi. Đó, còn phía đằng sau của mình là đường Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình, trục đường liên huyện, trục đường chính ha. Đó, rẽ bên tay phải thì mình sẽ về huyện Xuyên Mộc đi về hướng biển, còn rẽ bên tay trái thì mình sẽ ra quốc lộ 51 để về thành phố Hồ Chí Minh ha quý anh chị. Ở ngoài trục đường Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình nó bắt ngang qua đây thì ngoài đây người ta kinh doanh mua bán rất là nhộn nhịp quý anh chị, rất là sầm uất ha. Ở ngoài đây thì dịch vụ tiện ích mình đầy đủ. Còn khu của mình á thì bàn cờ quý anh chị thấy được bàn cờ không? Nó bàn cờ vuông nên thành ra dân cư rất là đông đúc luôn nha quý anh chị. Nó dân cư ở đây là khỏi phải bàn, rất đông. Đó, trường học, chợ búa, đồ bệnh viện, trung tâm y tế, đồ nó gần ha. Về hướng này thì mình về thị trấn Ngãi Giao ha quý anh chị. Về thị trấn Ngãi Giao tầm khoảng là gần 4 cây. Mình về thị trấn Ngãi Giao cũng như là đường quốc lộ 56 luôn ha.
Đây. Mình chạy thẳng là mình sẽ đụng quốc lộ 51 ha anh chị. Đó, tầm khoảng 25 cây là đụng quốc lộ 51 thuộc Mỹ Xuân thị xã Phú Mỹ ha. Đó 55 cây. Đây, đây là quốc lộ 51 ha. Đó, mình muốn về thành phố Hồ Chí Minh thì chạy thẳng quốc lộ 51 rồi lên cao tốc thôi. Đó, CT01 là về thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 65 cây ha. Còn không thì mình về đi hướng Biên Hòa cũng được ha. Về tới cổng 11 là cũng tầm khoảng là 65 cây ha quý anh chị. Đó. Mình về thị trấn Kim Long thì mình chạy ra quốc lộ 56 này để lên là đụng thị trấn Kim Long tầm khoảng 8 cây. Còn mình mà muốn ra quốc lộ 1A thì mất cũng tầm khoảng là 35 cây á nha quý anh chị ha. Từ đây mình về thành phố Bà Rịa Hòa Long. Đó. Thì mình tầm khoảng mất là hơn 20 cây là mình về thành phố Bà Rịa. Còn về biển Vũng Tàu thì mất tầm khoảng là 45 cây. Cứ đi thẳng quốc lộ 56 thôi là đụng ha. Về đường xá thì đường này là đường nhựa quý anh chị. Đường này trước sau gì cũng làm lại à. Và mình có ưu điểm là có điện đường luôn nha. Đó. Điện đường trước đất luôn nè. Đó ha. Khu này là khu dân cư bằng cờ nên thành ra đường thông hết đúng không anh chị? Đó, đường này hai xe ô tô ní nhau thoải mái ha. Hai xe ô tô ní nhau thoải mái. Đó. Bên cạnh của mình là nhà dân nè, bên cạnh nhà dân nè, đối diện của mình ha. Đó. Một cái vị trí khá là đẹp quý anh chị, không thể chê vào đâu được. Khu vực này có nước máy đồ hết nha quý anh chị. Đó. À, nếu mà ai mà có theo đạo thì mình có thể đi bộ lại nhà thờ, cách nhà thờ có một xíu thôi, đi bộ lại tầm khoảng 100 mét thôi à, mình đụng nhà thờ rồi quý anh chị. Đó, cũng khá là gần. Về phần đất thì mình là nói chung là thấp hơn đường một xíu thôi nha, nó không đáng kể quý anh chị xây cắt lên thì có thể sang lại cũng không tốn bao nhiêu tiền đất cả. Đó. Vào bên trong ha, nói chung là cũng có một cái cây mai trước đất ha. Nhà cửa thì chắc chắn là không đánh giá cao rồi, nhà này cũ rồi, người ta đã đập lại đi rồi. Chị chủ hiện tại là cũng đang rất là kẹt nha quý anh chị. Nhà nói chung mình tài chính không đủ thì cũng có thể về ở được luôn ha. Có cái trệt ở trên nè, toilet đồ kỹ lưỡng hết phía sau đất ha. Có điều kiện thì mình có thể về xây mới luôn. Mà phía sau mình là quý anh chị biết gì à, phía sau mình á, đất của mình là Ủy ban Nhân dân xã Bình Trung. Đó, gần Ủy ban Nhân dân xã luôn. Đây. Đó. Rồi, bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem đoạn flycam từ trên cao ha. Còn đây là những hình ảnh từ flycam ha quý anh chị. Đó. Phía sau của mình Ủy ban Nhân dân xã là trục đường chính Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình ha. Khu mình thì bàn cờ dân cư ở cũng rất là đông đúc ha. Vị trí của mình ở chỗ mũi tên ha quý anh chị. Quay qua bên đây nhà thờ. Nói chung khu này khá là đẹp nha. Đây, bây giờ em sẽ di chuyển ra trục đường chính ha, cho quý anh chị nhìn ha. Đây, ở phía bên dưới cái khu này hiện tại là chợ chiều, mà bây giờ xế trưa rồi. Chợ sáng có, chợ chiều có nha quý anh chị. Khu vực này ha. Đây, phía trước mặt là trục đường chính Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình. Rẽ tay phải thì mình sẽ về huyện Xuyên Mộc ha. Rẽ tay trái thì mình về trung tâm thị trấn Ngãi Giao. Đó. Rồi ra quốc lộ 51 ha quý anh chị. Đi được rất là nhiều hướng. Và để không làm mất thời gian của quý anh chị cô chú thì em xin báo giá ha. Thì chủ hiện tại đang rao cái thửa đất này với cái giá là 1.6 tỷ ha, cho cái thửa đất này. Một vị trí mà cũng nói là rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Thì quý anh chị cô chú nào quan tâm thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại để em cung cấp đầy đủ thông tin ha. Và cuối cùng em cũng xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị cô chú mình ở những video tiếp theo.